Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngẫm TV. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một số bài sấm tiên tri được trích lục từ kinh sấm Thất Sơn. Bao giờ gà chạy, chó lai an nhà. Hạ nguyên tặng thế biến giờ, hậu nhân phế Phật, dông chờ đa mang, thánh chi hậu nhất bắc an, người người đều ở dọc ngang thêm hoài, làm vua bắt chánh tội dài, làm quan bắt chánh ỷ tài tội đa phật cho si lý nghiệm ra tổng làng bắt chính tội xa diêm đình đắc thế ỷ tặng nang tình bắt chí hậu nhật bắt bình nhân thăng dụng tài tác sự phi ăn diệt quấy làm phải hậu thăng bắt tồn diệt phải làm quấy tiêu hồn lao sao sống bổ đầu cồn phi liêm chữ rằng nhân nghĩa thiên kim tiền tài phấn thổ phi liêm bắt cầu vì ai lan quệ u sầu quê sen phù thủy phượng lầu thanh nghiêm bắc chi thượng cổ hạ kim thờ người gặp gió phi liêm mãn phần trung quân thác đặng thành thần nịnh giàu có sống cõi trần khổ thân thượng nhi bắc chánh nan phân hạ tùng tắc loạn dạng văn bắc hòa mặc ai tâm loạn ngôn xà thọ câu thiên thánh nghĩa mà ký tâm di nhân độ lượng bắc lâm hậu lai phùng ác quả thăm đồ xà thượng nhi minh chánh cải tà hạ nhi cải chánh bắt quà đặng đâu tội thượng dĩ hạ một câu chào nào chánh lý dân đâu quy tà đánh chó phải kiên chủ nhà cảm thương đạo nghĩa ông bà hậu lai than rằng lờ để chiều mai bao giờ gà chạy chó lai an nhà cháu trong tiểu nhi chê già đạo nào khuất lấp ông bà sao nên kỉnh lão trường thọ bề trên tổ tiên tạo lập mớ nên gia đường nghiêng dai gánh đạo đường trường quạnh hiu uống khúc nẻo đường cai co éo le nhiều chỗ khổ go thủ chung thắt hiếu biết lo sao toàn hiếu chung gánh nặng hai đàn lỡ bề báo hiếu lỡ chàng lập thăng cơ hàng thắt hiếu lỗi ăn nguyện cầu tiên tổ lập thăng minh tường tử tôn cái hậu gia thường nhân từ đức hạnh lập tường quốc gia hữu phật diệt tắc hữu ma hữu tà hữu chánh thiết tha tà tình phật tâm tâm phật cho mình lòng ma dạ quỷ đọ hình diêm la tưởng ơn chờ phật mẹ cha làm con hiếu đạo quốc gia yêu dùng thương người chung nghĩa khôn cùng thiền quyên sánh giới anh hùng kém chi chích trong kim cổ kỳ quang quyển thừa nhàn của ông ba Nguyễn Văn Thớ viết năm 1915 Lờ bình trong câu sấm hạ Nguyên tặng thế biến giờ hậu nhân phế Phật dông chờ đa mang cụm từ hạ Nguyên tặng thế ám chỉ cho cuộc biến thiên kể từ năm 2022 khi binh lửa bùng nổ ở Đông Âu Ukraine, sang qua năm quý mão binh lửa lan tới Trung Đông giữa do Thái và Hamas thế chiến thứ ba bắt đầu từ năm con cọp 2022 đã được ông Ba Thớ tiên tri như sau. Cợp đi dở ổ chờm ông, quá làm một trận cuồng phong thấy đờ. Mạnh ai thì nấy kêu chờ, người sao loạn dạ loạn lờ người oi. Trong câu sấm, cợp đi dở ổ chờm ông. Cụm từ, cợp đi là ám chỉ năm nhâm dần 2022. Cụm từ dở ổ chờm ông, ám chỉ cảnh bên lửa cao ngút chờ khi thế chiến thứ ba bắt đầu bùng nổ ở Ukraine trong câu sấm quá làm một trận cuồng phong thấy đờ lãm chỉ trận chiến ukraine khởi đầu thế chiến thứ ba khói lửa kéo dài dai dẳng rồi sẽ lan tràn ra toàn thế giới các cường quốc sẽ tham chiến quả tiễn nguyên tử siêu dược âm bùng nổ gây nên cảnh tan thương đưa hoàn cầu đến tận thế ông ba thiên chi đúng là năm cọp nhâm dần 2022 khi nga tấn công rầm rộ nhiều thành phố ukraine bị sụp đổ tan nát nhà lầu cao ốc cháy gụi quan tàn hay người chết nằm la liệt ngoài đường, người sống sót thì chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn. Thương vong thì đối khác làm than các nước như là Mỹ và Tây Âu, ào ạt đưa chiến cụ tối tăng vào chiến trường của Ukraine, đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cuộc chiến càng thêm khốc liệt. Ngoài chiến tranh quân sự lại có thêm chiến tranh thương mại, chiến tranh tài chánh, cấm dặn kinh tế. Đóng băng tài sản khiến cho nền kinh tế thế giới suy si sụp chết chóc đối khổ tràn lan khắp hoàn cầu trong câu sấm mạnh ai thì nấy kêu chờ người sao loạn dạ loạn lờ người ơi trong câu sấm than rằng lờ để chiều mai bao giờ gà chạy chó lai an nhà cụm từ gà chạy làm chỉ cho năm kỷ dậu 2029 cụm từ chó lai làm chỉ năm canh tắc 2030 đến năm kỷ dậu canh tắc 2029-2030 thì hòa bình lỗ dạng Phật Di Lạc ra đời cứu an bá tánh ngồi buồn nói chuyện bông long khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơ chừng nào mới đặng thảnh thơ dạo Phật ra đời thế giới bình yên điên này điên của thần tiên ở trên non núi xuống miền lục châu đời còn chẳng có bao lâu ráng lo tu niệm đặng chầu Phật tiên Niệm chữ a di dẹp lòng sầu Ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu Cũng có ngày kia ta giải thoát Giải thoát thì ta rõ đạo màu Tây phương cực lạc Phật hằng hà Ta ráng bền lòng Phật chẳng xa Trong cõi trần mê còn mong đợi Thấy Phật trì tâm đến năm gà Đức Quỳnh giáo chủ viết tại Hòa Hảo Năm Canh Thìn 1940 Và tiếp theo là Đông Tây Đại Chiến ngài thanh sĩ phật cùng con đã hẹn hò giàu xanh ra tự dẫn lo cũ đời thờ quan hạ non giờ biến đổi buổi tặng đời người đổi giặt thai nhiều người không cánh mà bay lành còn giữ mắt là ngày này đây phong thần hội đông tây đại chiến long qua trường lựa tiễn nhân từ bây giờ ai cũng sưng sư xư, Trần ni đâu thật đâu hư sẽ tường con ơ ráng dạch đường xa rộng đưa hiền nhân khỏi cổng hầm beo quản chi những lúc nguy nghèo bản vàng chiếm được sáo treo đầy nhà việc gần chẳng phải là xa sắc chuông từ mau đánh thức chúng sanh mau lo lánh giữ làm lành trở nên mê lợ mê danh mê tình Ti phật có muôn nghìn phép lạ không thể nào cứu gã hai lòng trở nên nay bưởi mai bồng phải dình tiết sạch giá trong tâm hồn thấy xa rộng càng khôn vũ trụ nhưng mãi chờ bao phủ không ly nhân nào quả nấy đúng y người trong hạ dở chớ khi mà lầm nam nữ hải hồi tâm hướng thiện trẻ già nên tu luyện sớm chiều bao nhiêu nghiệp chướng trừ tiêu đường về cực lạc dắt dìu nhau đi bỏ tất cả những gì bắt chánh quyết làm cho thấy cảnh dịu màu mẹ đẻ con kìa trên chót núi có con chim đã nổi từ lâu đến chừng khi có máu thấm vào nó dùng hiện lớn lao bay khắp mẹ đẩy con một lần nó gấp ngàn muôn người dẫn được như thường và mỗi lần cánh nó hoạt chương nhà cửa sập phố phường tan nát mẹ đẩy con trên chờ chiếm ác dưới nước thì có các cá hung thương chúng sanh nàng ách khắp cùng chết hết chính sống không tở một mẹ đẩy con thần tiên phải ngột thấy người nằm ngang chọc chặt đàn mạng ngắn như là bọt nước gian mở sống đó rồi lắng chết đó mẹ đấy con bạc tiền dù có lúc gói lòn cũng khó bảo thân đáng chẳng thai nơ cõi hồng chằng người cùng sợ nhau hơn sợ cọp mẹ đấy con sống luôn thòi thợp sống buồn rầu sống sốt ruột rang sống trong lòng chẳng ngớt khóc than là cảnh sống thế gian hiện tại mẹ đẻ con sống trong kinh hại sống khác nào chùm gỡ trên cây chẳng lo tu cho giải kiếp đài còn ngồi đó đợi ngày nào nữa cầm tháng 10 ngày thanh sĩ giết ngày 15 tháng 12 năm 1958 nhìn xem cường quốc năm châu bạo tàng gặp phải mái chờ đổi ngoan vũ hoàng động đất đau thương làm cho đổi trục tây phương thiên hà năm năm hạn hán xảy ra bầu chờ khí quyển nó đà nóng rang ba châu chìm mắt địa hoàng hai châu còn lại mớ bàn đổi cơ chim không đủ sức chim khờ cá sông biến loại đảo khờ chìm trôi, dạng linh quỳ xuống kêu chờ núi chài biển sóng diệt đờ phải không dạng linh hấp hối chằn hồng ngủ sai không nhớ bà ông ai người không gian mây ám đạm choi bảy ngày đen tối không ngày chăng sao đến đây ai thấp ai cao hàng tu chánh pháp phát hào quang ra bên trên tiên phật ta bà thấy hào quang đó đưa qua cứu mình thiên linh nhân phát chân linh các thiền bát nhã tiên hình rước đưa nhiệm màu tu đúng thiên cơ giáp vào mới đúng kỳ cơ vận hành dạng linh thể xác lạnh tanh hồn siêu phát tán dạng xanh mê hồn đổi bầu vũ trụ càng khôn dạng âm vào thế rước hồn người ma bảy ngày mắc bảy còn ba thức rồi thằng phách giống là cuồng si không tu chánh pháp lâm nguy phật đem chiền cũ không chi am tường đến khi dương thế hết phương chờ kêu không dạ con thương ai chờ âm tiêu dương mọc ngược đời qua tay chờ mọc thiên thờ thượng nguơn đổi đường đi của hạo thiên các tim lão quá không thiền siêu đi giấc mơ ảo giả danh phù chết theo sát thúi của kỳ đổi nguyên thờ âm các quỷ vô thường chu tiên chặn mở quần dương chanh hùng hai phần mắt mớ cáo chung long qua đại hội một dùng phải thi tồn sinh do luyện đạo tỳ nhờ tu chánh pháp đạo thi ba màn phật sinh an xã nam bang con dân chánh pháp hào quang chu kỳ ai tu chánh pháp chí chi chờ cho an xá tam kỳ được qua quả cầu còn một đó mà thật người thật tánh thật là phật tiên lục châu đảo hải mọc lên phật dương đặt nó có tên nước chờ nam bang phật quốc người ơ nó là đắc hứa cha chờ cho ta thiên binh trên cõi quảng hà chư tiên bồ tát tề gia giúp mình cả tiên ăn muối không sình nhờ nghe di lạc vạn linh được thành còn không ăn muối cá tanh chanh tài bỏ cái tu hành màng ba con dòi trong cá ăn ra tớ ngày âm cực âm già mạng tiêu bở theo ma quỷ chanh yêu con theo ma quỷ quỷ yêu đèo bồng không thiền không thể qua sông không tu chánh pháp con không chu toàn và video đến đây cũng đã kết thúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nếu thấy hay xin hãy cho một like và một chia sẻ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo